ăn gì để hạ huyết áp? Xin chào anh chị và các bạn, tôi là dược sĩ Trần Văn Luận. Như chúng ta đã biết, hơn 90% các trường hợp tăng huyết áp là do vô căn, tức là tăng huyết áp mà không xác định được nguyên nhân rõ ràng. Trường hợp tăng huyết áp này đến từ thói quen, lối sống sinh hoạt. Chính vì vậy, cái chế độ ăn uống nó sẽ quyết định đến việc tăng hoặc là hạ huyết áp. Đối với người có tiền sử huyết áp cao, việc điều chỉnh chế độ ăn uống, sinh hoạt, tâm lý để giữ cái huyết áp ổn định là rất quan trọng. Người cao huyết áp không nên sử dụng rượu bia và các chất kích thích, đặc biệt là bia rượu, cà phê. Trong cà phê thì mặc dù nó có caffeine, nó giúp cho cơ thể chúng ta tỉnh táo, tập trung, tốt cho tim mạch. Tuy nhiên, khi chúng ta sử dụng lạm dụng cà phê quá nhiều sẽ dẫn đến kích thích các thần kinh tim hưng phấn, tim đập nhanh hơn, gây áp lực lên thành mạch, cũng làm cho tăng huyết áp. Người huyết áp cao không nên ăn mặn, sử dụng quá nhiều muối trong các bữa ăn. Thông thường, trung bình một người Việt Nam chỉ nên sử dụng lượng muối từ 4 cho đến 6 gram một ngày. Những người huyết áp cao chúng ta nên ăn dưới mức 4 gram một ngày là tốt nhất. Khi chúng ta ăn mặn quá nhiều, nó sẽ gây tích nước, gây những áp lực lên thận chúng ta nằm không kịp, dẫn đến ứ nước, tích nước, gây ra tình trạng suy thận, thận hư, thận yếu. Đó là nguyên nhân gây ra tăng huyết áp. Những người huyết áp cao nên hạn chế dùng một số thức ăn có tính nóng ấm, giàu năng lượng, nhất là các loại trái cây nóng như sầu riêng, chôm, nhãn, vải, hồng giấy. Những thức ăn này cũng dễ dàng gây tăng huyết áp. Theo kinh nghiệm của các nhà đông y thì khi chúng ta ăn một quả nhãn, huyết áp đã tăng lên 1 độ rồi. Một quả hồng giấy thì huyết áp tăng lên 10 độ. Một muỗng sầu riêng, huyết áp của chúng ta cũng có thể tăng lên 10 độ nhanh chóng. Vì vậy, những người cao huyết áp thì hạn chế ăn những thức ăn này. Thế mặc dù là rất là thích ăn đấy, nhưng mà khi gặp những trường hợp này thì mong các bác cao huyết áp chúng ta hạn chế, chứ không có tăng xong đột ngột cái lãng huyết khẩu sớm đấy. Một số thức ăn khác như là mắm nêm, mắm tôm cũng gây ra hiện tượng tăng huyết áp. Người huyết áp cao chúng ta nên ăn uống bổ sung các loại thực phẩm nó có tính mát, đỡ tiểu, như là kinh nghiệm của một số bác huyết áp cao hay uống trà xanh này, uống dầu ngô, tâm sen, rồi lúc đắng của quá đấy, bí xanh. Một số thức ăn có tính chua như là chanh, xoài, me, sấu nó cũng giúp làm hạ huyết áp rất là tốt, nó cũng giúp là điều hòa thân nhiệt, mát người, hạ huyết áp rất là tốt. Ngoài điều chỉnh chế độ ăn uống, chúng ta cần điều chỉnh cái tâm lý của mình ổn định, tránh cái trường hợp bức xúc, nóng giận, stress, căng thẳng sẽ gây nên hiện tượng tăng huyết áp, tăng sông đột quỵ. Vì vậy mà hãy luôn giữ cho mình một lối sống, một cái tâm lý thoải mái, một lối sống lành mạnh, vui tươi và hòa nhã. Hãy duy trì tập thể dục thể thao phù hợp như các môn chạy bộ, môn bơi, các bài tập thể dục dưỡng sinh. Nó cũng giúp điều hòa tâm trạng và điều hòa tâm lý chúng ta. Ngoài ra còn giúp đào thải độc tố trong cơ thể, giúp cơ thể chúng ta tự thanh lọc, khỏe hơn và điều chỉnh huyết áp nó tốt hơn. Trên đây là một số cái lưu ý khi chúng ta ăn uống, điều chỉnh chế độ sinh hoạt để giúp chúng ta ổn định được huyết áp, ổn định được huyết áp lâu dài, giúp chúng ta có một thân thể khỏe mạnh, có một huyết áp ổn định, vui tươi hòa nhã, sống vui vẻ với con cháu, với mọi người. Nếu thấy hay và ý nghĩa, các anh chị hãy bấm lưu về trang Facebook, Zalo cá nhân của mình và gửi cho một ai đó đang cần. Cảm ơn anh chị đã xem video. Xin chào và hẹn gặp lại. Cảm ơn bạn đã xem hết video. Hãy lựa chọn video bên trái hoặc bên phải màn hình của bạn, hoặc bấm vào nút đăng ký để không bỏ lỡ video của Trần Văn Luận nhé. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.